Và cái thứ hai nữa là người bệnh, đặc biệt những bệnh nhân nghèo cũng được hỗ trợ một phần tiền ăn rồi một phần tiền đi lại cho người dân ấy, thì là cũng rất là nhiều người dân sau khi mà bệnh viện cũng có những cái định hướng phát triển về nhân lực, đề nghị cái sự hỗ trợ của các bệnh viện tuyến trên là về chuyên môn, cũng khoảng 2 năm trở lại đây thì chúng tôi cũng nâng lên là dịch vụ kỹ thuật ấy, theo cái phân tuyến ấy, thì cái thời điểm 2021 của chúng tôi thì mới đạt khoảng 30%. Từ đến 2023, đến hết tháng 9 2023 này thì cái dịch vụ kỹ thuật chúng tôi cũng đã đạt được là khoảng 40, trên 47%. Thế chính vì vậy cũng đáp ứng được phần nhu cầu.